Xin chào quý vị đến với clip trên kênh Ký Sự TV. Sáng nay có một cái tin rất là nóng của chú anh chị ơi, rất là nóng luôn. Em phải lập tức lên clip này để mà chia sẻ cái tin vui này đến với tất cả mọi người. Một cái tin không thể nào vui hơn nữa đối với em Vũ. Đây là cái hình ảnh mà em vừa được xem trên một kênh YouTube họ đăng được. Đây là cái tấm hình mà hai cha con chú Ngọc cùng với em Vũ cầm một xấp hồ sơ đi vào công an phường Hiệp Thành, quận 12 để mà làm một cái việc mà rất rất nhiều người chờ đợi, đó là tố cáo người cô này. Ngày hôm qua thì hai cha con đã đến nhà dân băng rôn yêu cầu đối chất trực tiếp với chủ nhà, và ngày hôm nay lại tiếp tục một cái gọi là nức đi rất là mạnh mẽ luôn, đó là cầm lá đơn lên thẳng công an để mà tố cáo. Đây là những cái bước đi phải nói là rất là chắc chắn luôn của chú Ngọc và được rất là nhiều người ủng hộ. Cái đó là chú Ngọc và em Vũ đang có những cái động thái mạnh mẽ trong cái việc là giành lại căn nhà nha cô chú anh chị. Hôm qua thì có một cái tin được rò rỉ ra là cái chàng trai trẻ mà ở trong nhà bước ra đối chất với em Vũ chính là con ruột của bà cô ruột. Đây là một cái tin cũng chấn động đó cô chú anh chị, chấn động. Và là nhà bà ta là cố tình cấu kết với nhau, nắm tay nhau để mà muốn là chèn ép em Vũ mất căn nhà. Và cái việc mà người con trai này đứng ra thừa nhận căn nhà này là của mình chứng tỏ một điều gì cô chú anh chị? Chứng tỏ là căn nhà này chưa bán nha mọi người, chưa bán nha, vẫn đang thuộc quyền sở hữu của bà Vân đó. Nên chúng ta đang có thêm nhiều những cái thuận lợi trong cái câu chuyện này. Nếu như căn nhà chưa bán thì cái việc mà lấy lại căn nhà sẽ dễ hơn nhiều so với việc bán rồi đó, và nó thuận lợi hơn khá là nhiều. Chúng ta cũng rất là mừng khi nghe cái tin này. Không biết là có phải hay không, đó chỉ là một giả thuyết của nhà cô chú anh chị. Giả thuyết là cái người con trai trẻ trẻ này chính là con của bà Vân à, chúng ta cũng rất là mong là sự thật luôn, để mà cái tình tiết này sẽ là một tình tiết thuận lợi để giúp cho em Vũ lấy lại căn nhà một cách nó dễ hơn. Rất là nhiều người đã mừng khi mà thấy em Vũ đã nói được làm được, liên tục có những cái cú đánh mạnh mẽ vào căn nhà này, đó là dán băng rôn trưng di ảnh ra và yêu cầu đối chất trực tiếp với cái người chủ nhà. Và sáng hôm nay hai cha con lại tiếp tục có một cái động thái quyết liệt khi mà đồng hành với nhau đến thẳng cơ quan công an quận 12 để mà tố cáo người cô này với một lá đơn không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta thì cũng cảm thấy vui lây cho hai cha con khi bây giờ thì cái sức nóng của việc này đang gọi là nó nóng dần lại rồi cô chú anh chị, ngọn lửa đang bùng dần lại rồi. Mình thấy rất là nhiều YouTube họ đã vào cuộc để đưa tin để về cái việc này để mà bảo vệ cho em Vũ, thì đó là một cái tín hiệu rất là vui nha cô chú anh chị, rất là vui. Chúng ta thì ai cũng muốn là em Vũ sớm sớm đó là căn nhà thôi, và cũng muốn là người cô này gọi là xuống nước chấp nhận cái việc trả nhà và dĩ hòa vi quý, không có một cái gì di chánh pháp luật cả. Nhưng thì cũng hơi chỉ là một cái gọi là mong muốn của khán giả thôi, chứ mình thấy người cô này vẫn đang rất là cố chấp nha cô chú anh chị. Và mình cũng đang rất là mong là chú Ngọc sẽ có một phát biểu trong buổi sáng ngày hôm nay để mà chia sẻ nhiều hơn về cái buổi làm việc với công an trong buổi sáng này, để mình xem thử là họ có thụ lý, có tiếp nhận cái đơn này hay không và sẽ có những biện pháp như thế nào sắp tới. Và mình cũng rất là hy vọng là sáng nay sẽ có một cái kết quả tốt ha, được đưa ra từ công an quận 12 để mà họ sẽ vào cuộc và tới căn nhà này để mà yêu cầu của cô này giải trình là tại sao lại nói là bán căn nhà đi trong khi cho con trai mình ra đối chất với em Vũ. Thì đó là một cái động thái rất là hay, và mình tin rằng đó sẽ là một kịch bản và nó là rất là nhiều người chờ đợi luôn. Và có một cái tin vui mình cũng rất muốn thông báo luôn trong cái video clip này, đó là nghe chú Ngọc nói là đã có mạnh thường quân hỗ trợ tiền cho em Vũ đó cô chú anh chị. Đây là một cái tín hiệu không thể nào vui hơn nữa rồi, khi mà cộng đồng mạng đã bắt đầu dậy sóng trở lại và những cái động thái mới như là quyên góp tiền cho em Vũ để mà giúp em thắng kiện trong vụ kiện này cũng rất rất là nhiều người cảm thấy ấm lòng luôn. Bởi vì là chú Ngọc trước đây có 3 ngày có lên chia sẻ là cũng hơi lên tay một tí về cái chuyện là tiền nong, bởi vì là cũng không có đủ khoản tiền để chi phí trong những cái cuộc kiện tụng. Nhưng mà rất là vui khi mà sáng nay nghe là cũng có mạnh thường quân gửi tiền về để mà hỗ trợ tiếp tục cho em Vũ đồng hành cùng với cái vụ việc này. Và cái người quan trọng nhất của em Vũ là vẫn là cô sư cô thôi, bên Úc vẫn đang gửi tiền về đều để mà giúp cho em Vũ có những cái khoản chi phí lo, cũng như là sẽ chi trả cho với luật sư này kia. Thì đó là một cái niềm tin rất là lớn luôn. Cộng đồng mạng tin rằng em Vũ hoàn toàn đủ lực để mà chơi với người cô này. Chúng ta rất là hy vọng là người cô này khi nghe được cái chuyện này sẽ cảm giác là sẽ lo sợ ha, lo sợ rồi sẽ bắt đầu là xuống nước và trả nhà cho em thôi. Mình thấy bây giờ thì cái cộng đồng mạng đang lên án rất là mạnh mẽ luôn, liên tục có những cái khán giả gọi về YouTube để mà phản ánh này kia. Thì đó là một cái
tín hiệu rất là tốt nha mọi người, rất là tốt luôn, để mà em Vũ có thêm cái sức mạnh để quyết tâm đấu đến cùng với người cô này. Và mình nghĩ là không lâu nữa đâu người cô này sẽ ra mặt thôi, bởi vì bây giờ cái sức nóng nó đau quá nóng rồi, cô chú vậy, quá nóng rồi. Cái hình ảnh mà ngày hôm qua em Vũ dâng băng rôn lên và đưa di ảnh ra trước nhà đã khiến rất rất nhiều khán giả vào và đồng thuận với cái hình ảnh đó, cũng như là muốn người cô này phải ra mặt để mà đối chất trực tiếp với người cháu của mình. Thì mới đây nhất có một vị khán giả có gọi về cho kênh để mà chia sẻ về câu chuyện của em Vũ. Thì mọi vị khán giả cùng với cái sự TV sẽ lắng nghe ý kiến của chú này ha, rất là hay nha cô chú anh chị, đặc biệt có những cái góp ý cho em Vũ trong những cái hướng đi tương lai. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn nha. Nói thật lòng đó là rõ ràng rồi, họ không ra mặt đâu, họ kéo dài thời gian. Tại giờ là nói thật trắng ra là họ đã, người cô ủ mưu lâu dài và người cô đã chiếm cái thế mà chủ động rồi, thì lúc đó là lừa em ra khỏi nhà bằng cách là nói tao cho thuê căn nhà, mày ra khỏi đi để tao cho thuê. À rồi bây giờ là Vũ ra khỏi nhà, người cô cứ việc đóng cửa và cứ việc ở đó thôi. Thì cũng mong cái vấn đề là sáng suốt của mà pháp luật và của luật sư, chứ còn thật sự ra là người cô này không cảnh tỉnh. Trời ơi bà con thấy không, bốn cái hương hồn đó mà bây giờ người nhà của người ta, người ta bỏ tiền bỏ tài sản người ta mua để đổi lấy căn nhà, để đổi lấy cái nơi thờ phượng ấm cúng, thì người cô có thấy không, người cô có sợ không? Xin thưa là người cô không sợ đâu, cổ là vẫn rắn chắc với cái lòng tham của mình thôi. Thật sự ra mà nói mà ở đây là người cô đóng một cái vai rất là hay. Chủ nhà thì không phải chủ nhà, mà cái người cho thuê cũng phải là cho thuê. Nhưng bây giờ là cũng kính mong là chính quyền sở tại ở đó lại là cái người gọi là chủ mua đó, nó có hợp pháp trong căn nhà đó hay không. Và nếu không hợp pháp là ai là người bảo lãnh? Chứ còn nói thật sự ra thì thứ nhất đó là trung ương, thứ nhì là địa phương. Thì địa phương đó làm ơn xác nhận giùm chủ nhà đó có ở nhà đó nó có hợp pháp không, và họ ở trong cái họ là áp dụng cái điều luật nào để họ được ở trong căn nhà đó. Đó là những cái mà tôi thấy nó cũng hơi bức xúc. Chứ còn bây giờ là thằng nhỏ Vũ này lúc đó còn nhỏ, dưới 18 tuổi, không có đứng tên chủ tài sản được, rồi người cô nhảy vào đó, rồi bây giờ cũng đưa ra một cái anh nhỏ bên kia gọi là chủ. Lấy cái gì chứng minh là chủ? Không có. Nhưng mà tôi thấy hôm nay là Ngọc là cháu Vũ đã có một cái động thái khẳng định mình là chủ nhà, tới đó trả nhà cho tôi. Và tôi cũng khen là Vũ và mấy em bạn của Vũ là có một cái đầu lạnh. Chứ còn nói thật sự là bất xúc quá, bất xúc quá bà con. Nhưng mà mấy em cũng được sự giáo dục của xã hội, và anh Ngọc thì mấy em cũng vẫn lễ độ, vẫn giữ một cái thái độ là tôn trọng pháp luật. Và chỉ hỏi thì bây giờ người chủ, cái anh bên kia, anh nhỏ bên kia, ảnh là chủ. Nhưng mà thật sự ra ảnh thể hiện cái chủ quyền đâu, nếu ảnh mua hợp pháp. Thì bây giờ thời gian một tháng mấy nay trôi qua thì ảnh cũng phải có cái tờ giấy, ảnh sợ cho rằng là tờ giấy gốc ảnh không có, nhưng cũng có một cái photo công chứng ở đây. Cái tô công chứng ngày xưa tôi mua của ông Túc đây, có công chứng có mộc rõ đây, nhưng mà họ không có cái chuyện đó. Nhưng bây giờ họ cố lì ở đó đó. Chúng ta cũng vừa nghe xong một cái lời chia sẻ rất là hay của chú khán giả này. Có thể nói là bây giờ chúng ta cũng chỉ biết là cầu mong, cầu chúc cho em Vũ, chú Ngọc luôn luôn là quyết liệt làm đến cùng cái vấn đề này, để mà sớm lấy lại căn nhà. Còn về phần người cô thì mình nghĩ là sắp tới đây, khi mà đã lên công an rồi, thì một cái lá đơn triệu tập chắc chắn sẽ được gửi về cho người cô này. Bởi vì không thể nào trốn được mãi đâu, công an họ đã gửi đơn thì đừng hòng mà trốn. Thì đó là một cái câu chuyện của vài ngày nữa, chúng ta sẽ chờ đón xem cuối cùng thì người cô này khi nào sẽ ra mặt, và ra mặt thì sẽ nói những cái lời gì để bao biện cho cái tội lỗi của mình. Một cái hành động gọi là cướp trắng căn nhà của em Vũ, trong khi di chúc lại để cho em, mà người cô này lại nói là bán đi rồi. Trong khi ngày hôm qua lên trên nhà nói thì con trai lại ra nói là nhà chưa bán. Thì chúng ta cũng chỉ biết là mong người cô này ăn năn hối lỗi, quay đầu là bờ, có những suy nghĩ lại, bớt tham lam lại, bớt sân si lại, và hãy trả cái nhà cho Vũ mình đi, để cháu mình có một nơi thờ tự người em của mình, người ba của mình. Chúng ta thì cũng chỉ biết là bây giờ là không biết là người cô này là ruột hay là không ruột, mình không rõ cô chú anh chị, mình cứ gọi là cô ruột thôi. Và cũng có thể là một cô này kia không phải cô ruột, nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ là cái tình người, thấy cháu mình không có nhà ở, không có một nơi dung thân, thì phải biết trả lại căn nhà, cũng như là bốn cái di ảnh ngày hôm qua để trước căn nhà. Rất là thương của chú anh chị. Dù là một người dưới nước lã, nhưng nhìn vào mình cũng rất là xúc động luôn, khi mình thấy là bây giờ bốn cái di ảnh không có một cái nơi tử tế để mà thờ tự, phải mang ra ngoài đường để mà
dùng làm cái áp lực để đòi căn nhà. Thì nó là vô cùng đau đớn luôn, một cái thực trạng rất là đau đớn luôn trong công việc của em Vũ. Nên mình chỉ mong là người cô này sẽ chung tay lại, bớt sân si, bớt tham lam và sống để có đức cho con cháu nữa, chứ đừng có tham lam như vậy. Thì mình cũng rất là mong khán giả sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ, động viên, kích lệ tinh thần cho hai cha con chú Ngọc và em Vũ để cùng nhau làm đến cùng cái vụ này nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về cái buổi làm việc hôm nay của chú Ngọc với công an. Nếu mà có tin gì mới thì em sẽ đưa lên ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.